Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ nữa của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Khoảnh khắc xe tăng tự sát Nga tấn công phòng tuyến Ukraine. Video trên mạng xã hội cho thấy xe tăng T-54 không người lái tiếp cận phòng tuyến Ukraine ở Donbass trước khi phát nổ dữ dội. Tài khoản Intel Lavazet trên Telegram chuyên đăng tư liệu về chiến sự Ukraine hôm 19 tháng 6 chia sẻ video từ máy bay không người lái UAV cho thấy khoảnh khắc lực lượng Nga sử dụng xe tăng T-54 không người lái tấn công phòng tuyến đối phương gần thành phố Mariinka thuộc tỉnh Donetsk. Xe tăng không người lái tự sát được nhồi 6 tấn TNT và hướng đến vị trí của Ukraine. Không may là nó vướng mìn và không tiếp cận được mục tiêu. Tuy nhiên, vụ nổ khổng lồ vẫn diễn ra. Thật dễ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra đến nếu nó tiến được vào phòng tuyến Ukraine, tài khoản này viết. Trong video, xe tăng T-54 tiến thẳng về phía chiến hào ở bìa rừng, nhưng cán phải mìn và dừng lại cách đó khoảng 100m. Một binh sĩ Ukraine dường như đã khai hỏa súng chống tăng, khiến chiếc T-54 phát nổ dữ dội và tạo ra luồng sóng xung kích quét qua toàn bộ khu vực xung quanh. Chưa rõ mức độ thiệt hại của đơn vị Ukraine trong chiến hào. Đây không phải là lần đầu lực lượng Nga sử dụng phương tiện cơ giới chứa chất nổ VBIAD để tấn công các đơn vị Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước cho biết binh sĩ nước này đã nhồi 3,5 tấn thuốc nổ và 5 quả bom đường không FAB-100 vào xe thiết giáp MTLB thu được của Ukraine, sau đó điều khiển nó tới điểm cách đó khoảng 300m. Khói thuốc nổ được kích hoạt bằng điều khiển từ xa, khiến đối phương chịu thiệt hại nặng nề người và khí tài. Một sĩ quan Nga nói thêm rằng thông tin được ghi nhận dựa trên chặn thu liên lạc vô tuyến của Ukraine. Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng các vụ tấn công này là động thái đáng chú ý trên chiến trường. VBIED dùng khung gầm xe tăng và thiết giáp có khả năng sống sót và cơ động cao hơn, cũng như mang được nhiều chất nổ hơn ô tô dân sự. Điều này đảm bảo khả năng tiếp cận và phá hủy mục tiêu được bảo vệ trong công sự kiên cố. Hoán cải xe tăng T-54-55 thành VBIED có thể trở thành xu hướng mới và phổ biến khắp chiến trường. Nga đang sở hữu kho dự trữ rất lớn, quá trình biến chúng thành xe bom cũng rất đơn giản và rẻ tiền. Sự phổ cập của UAV hạng nhẹ cũng giúp cải thiện khả năng nhắm mục tiêu và đánh giá hiệu quả đòn tấn công, chuyên gia Thomas Newdick viết trên trang quân sự Warzone. Những chiếc VBIED trên nền T-54 đầu tiên dường như chưa có hệ thống điều khiển từ xa, chỉ được lái xe cài ga và chỉnh hướng sẵn để tiến thẳng tới đích. Tuy nhiên, trang bị hệ thống lái từ xa không phải vấn đề khó khăn với quân đội Nga và có thể được ứng dụng trong thời gian tới giúp các xe bom tự sát cơ động tốt hơn. VBIED là vũ khí công nghiệp thấp nhưng quân đội Nga cho thấy họ sẵn sàng áp dụng các giải pháp thô sơ để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là khi thiếu tốn những phương án tiến công đắt đỏ như tên lửa dẫn đường tầm xa. Đây rất có thể sẽ là nỗi đau đầu tiếp theo với lực lượng vũ trang Ukraine, Newdick nhận định. Tin tiếp theo, Pháp muốn châu Âu giảm phụ thuộc vào hệ thống phòng không Mỹ. Tổng thống Pháp Macron kêu gọi các nước châu Âu phát triển hệ thống phòng không riêng mình và tránh phụ thuộc vào Mỹ. Chúng ta cần biết tình hình mối đe dọa ra sao. Sau đó, chúng ta xác định châu Âu có thể sản xuất những gì và cần mua gì. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19 tháng 6 nhắc về hệ thống phòng không, thêm rằng châu Âu không nên vội mua ngay những hệ thống có sẵn. Tổng thống Pháp thúc đẩy các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng châu Âu xây dựng những hệ thống quân sự độc lập và chuyển sang sản xuất ngay trong khu vực. Ông cũng kêu gọi tăng cường các tiêu chuẩn của châu Âu. Tại sao chúng ta vẫn cần mua hàng Mỹ quá thường xuyên? Vì người Mỹ đã chuẩn hóa mọi thứ tốt hơn chúng ta. Các cơ quan chính phủ của họ cũng hỗ trợ nhiều cho nhà sản xuất. Ông Macron nói, Pháp trước đó chỉ trích kế hoạch nâng cao năng lực phòng không của châu Âu do Đức đề xuất. Kế hoạch lá chắn bầu trời châu Âu được 17 nước nhất trí nhưng không có Pháp. Paris nói rằng kế hoạch này không bảo vệ đầy đủ châu Âu vì chủ yếu vẫn phụ thuộc vào ngành công nghiệp Mỹ và Israel khi dựa vào các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot và Aruba. Theo Tổng thống Pháp, các hệ thống phòng không Mamba do Pháp và Italy cùng phát triển đã được triển khai và giúp bảo vệ Ukraine.
Đó mới thực sự là châu Âu đang bảo vệ châu Âu, ông khẳng định. Ông Macron trước đó từng kêu gọi châu Âu nên xây dựng ngành quốc phòng riêng, không nên phụ thuộc vào Mỹ để được bảo vệ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự đóng góp của Mỹ là yếu tố quan trọng để tạo ra một tiền tuyến đáng tin cậy nhằm đối phó Nga. Bản tin tiếp theo, tàu lặn mất tích khi tham quan sát Titanic có thể chỉ còn 70 giờ oxy. Tàu lặn mất tích trên đại Tây Dương khi tham quan sát Titanic được cho là chở 5 người và có thể chỉ còn oxy đủ cho 70 giờ. Chúng tôi đang làm mọi việc để có thể xác định được vị trí tàu lặn và giải cứu những người trong khoang. Chuẩn đô đốc John Mauger của tuần duyên Mỹ trả lời báo giới chiều tối 19 tháng 6, nhằm vào sáng 20 tháng 6 giờ Hà Nội, tại Boston, bang Massachusetts. Thông tin từ nhà vận hành cho thấy tàu có lượng oxy khẩn cấp đủ cho 96 giờ. Chúng tôi ước tính lượng oxy hiện còn khoảng 70 giờ hoặc nhiều hơn. Tàu lặn tên Titan do Ocean Gate Expedition vận hành và cung cấp tour thăm sát Titanic bắt đầu lặn xuống đại Tây Dương sáng 18 tháng 6 và mất liên lạc với tàu trên mặt nước trong chưa đầy 2 giờ sau đó. Tàu được cho là chở 5 người, trong đó có một lái tàu. Tuần duyên Mỹ thông báo họ đang tìm kiếm trên khu vực cách Cape Cod, bang Massachusetts khoảng 1.450 km. Tuần duyên Canada cũng đã triển khai máy bay và tàu hỗ trợ. Tìm kiếm tại vùng biển hẻo lánh đó là một thách thức. Chúng tôi đang triển khai một nguồn lực cho mọi chiến dịch. Tìm kiếm tại vùng biển hẻo lánh đó là một thách thức. Chúng tôi đang triển khai mọi nguồn lực cho chiến dịch, ông Mauger cho biết thêm. Một trong những hành khách trên tàu có thể là tỷ phú Anh Hamish Harding, 58 tuổi. Ông Harding trước đó đã đăng bài viết trên mạng xã hội về chuyến đi. Sky News đưa tin trong số những người còn trên tàu còn có Paul Henry Nouguelet, lái tàu lặn người Pháp và giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Ocean Gate Expedition, Tuckton Rudd, gia nhân Pakistan Sajada Danwood cùng con trai Suleiman cũng có mặt trên tàu lặn, theo thông báo từ gia đình. Chuẩn đô đốc Mauger không bình luận về danh tính những người có mặt trên Titan. Alistair Bray, giáo sư kỹ thuật hàng hải tại Đại học UCL Anh, đưa ra hai giải thiết dựa trên hình ảnh của tàu Titan. Theo ông Bray, nếu gặp sự cố điện tử hoặc thiết bị liên lạc, tàu có thể đã nổi lên và đang chờ được tìm thấy. Kịch bản còn lại là thân tàu đã bị hư hại, khiến nước chảy vào, ông nói. Tình huống này có tiên lượng không tốt, trong khi đó, rất ít tàu có khả năng lặn xuống độ sâu tương tự như Titan. Tàu chở khách Titanic bị chìm sau khi đâm phải núi băng trôi vào năm 1912, khiến 1.514 trong tổng số 2.228 người trên tàu thiệt mạng. Xác Titanic được tìm thấy năm 1985 ở độ sâu gần 4.000 mét, cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km. Kể từ đó, nhiều nhà khoa học và đoàn thám hiểm chuyên nghiệp đã tiếp cận khu vực này. Ocean Gate Expedition hồi năm 2020 công bố tour du lịch ngắm xác tàu Titanic với chi phí khoảng 250.000 USD mỗi người. Tàu lặn chở theo 5 người, gồm một người lái tàu, 3 hành khách và một người được công ty mô tả là chuyên gia về nội dung. Tàu lặn có dự trữ năng lượng hạn chế nên nó không thể tự rời cảng và quay lại, mà cần một tàu mẹ đưa nó đến vị trí và thu hồi nó. Trong các chuyến tham quan, Titan được một tàu đưa tới vị trí xác tàu Titanic từ thành phố Estejon trên đảo Newfoundland. Một lần tham quan, bao gồm cả lặn xuống và trồi lên của tàu lặn kéo dài khoảng 8 giờ. Bản tin thứ tư, nguyên nhân có thể khiến tàu lặn Titan mất tích. Giới chuyên gia cho rằng, tàu lặn Titan có thể gặp sự cố kỹ thuật hoặc hư hại thân vỏ dẫn đến mất tích khi tham quan sát Titanic. Tuần duyên Mỹ ngày 19 tháng 6 thông báo, lực lượng này đang triển khai các nguồn lực để tìm kiếm tàu lặn Titan mất tích trong lúc tham quan sát tàu Titanic ở Đại Tây Dương. Titan được cho là chở theo 5 người, bắt đầu lặn xuống vào sáng 18 tháng 6 và mất liên lạc sau khoảng 1 giờ 45 phút. Ocean Gate Expedition, đơn vị vận hành và cung cấp tour tham quan xác tàu Titanic cho biết họ đang tìm mọi cách để đưa đoàn tham quan trở về an toàn. Canada cũng đã triển khai tàu, máy bay đến khu vực tìm kiếm hỗ trợ, nhưng đến nay chưa tìm thấy dấu vết của Titan. Các chuyên gia đưa ra nhiều giải thiết về nguyên nhân khiến Titan mất tích, từ việc nó bị vướng vào mảnh vỡ của Titanic, bị mất nguồn điện cho đến hệ thống liên lạc gặp vấn đề. Xác tàu Titanic nằm ở độ sâu khoảng 3.800 mét dưới đáy Đại Tây Dương, xung quanh là hàng loạt mảnh vỡ còn lại từ thảm kịch đắm tàu xảy ra hơn một thế kỷ trước.
Các mảnh vỡ nằm khắp mọi nơi, chúng rất nguy hiểm, Frank Owen, cựu quan chức Hải quân Hoàng gia Australia, giám đốc một dự án thoát hiểm và giải cứu tàu ngầm nói. Theo Owen, việc tàu lặn mất liên lạc sau 1 giờ 45 phút kể từ khi khởi hành cho thấy Titan có thể đã rất gần hoặc đến đáy đại dương. Titan có tốc độ tối đa hơn 5 km/h và càng giảm khi lặn càng sâu. Chuẩn đô đốc Chris Barry, cựu chỉ huy lực lượng hải quân Anh, lo ngại tàu lặn có thể đã gặp rắc rối khi tiếp cận mảnh vỡ của Titanic. Nếu tàu Titan bị mắc kẹt trong một phần xác của Titanic, đó sẽ là kịch bản rất đáng lo ngại, bởi địa điểm đó rất sâu, ông nói. Hy vọng duy nhất là tàu mẹ có một phương tiện dự phòng gần đó, có thể lập tức lặn xuống để xem xét chuyện gì đang xảy ra. Titan được trang bị các khối nặng, giúp tàu lặn xuống dễ dàng hơn. Trong trường hợp bị vướng vào mảnh vỡ tàu Titanic, mất nguồn điện hay hệ thống liên lạc gặp sự cố, Titan có thể thả các khối nặng này để có đủ sức nổi lên mặt nước. Ngoài ra, Titan còn có nhiều thiết bị để phát tín hiệu cầu cứu khi ở trên biển. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm đến nay chưa nhận được bất cứ tín hiệu cầu cứu nào của Titan, khiến các chuyên gia đặt ra một giả thuyết khác là thân tàu bị hư hại, khiến nước tràn vào trong khoang. Nếu Titan chìm xuống đáy biển và không thể tự nổi lên mặt nước, các lựa chọn có thể thực hiện rất hạn chế. Alistair Ray, giáo sư kỹ thuật hàng hải tại Đại học UCL Anh nhận định, tàu lặn có thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nếu nó nằm ngoài thềm lục địa, rất ít phương tiện có thể tiếp cận độ sâu đó và chắc chắn thợ lặn là bất khả thi. Chúng tôi đang tận dụng tốt nhất từng khoảnh khắc, tập trung vào tìm kiếm 5 người mất tích, ông Mauger tuyên bố. Như thường lệ thì bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hấp dẫn, thú vị và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Xe nghi chở thuốc nổ xuất hiện trước khi đập khơ sền vỡ. Bức ảnh do máy bay không người lái Urena chụp cho thấy chiếc ô tô dường như chứa đầy chất nổ đậu trên đỉnh đập Kharkovka ở tỉnh Kherson ngay trước vụ vỡ đập. Bức ảnh chụp ngày 28 tháng 5 và được hãng AP của Mỹ công bố hôm 19 tháng 6 cho thấy chiếc xe màu trắng với phần nóc đã bị tháo rời để lộ những chiếc thùng lớn bên trong. Một trong những chiếc thùng dường như có gắn mìn ở trên nắp. Sợi cáp nối từ thùng về phía bờ sông do lực lượng Nga kiểm soát. Quan chức truyền thông của lực lượng đặc nhiệm Urena nói với AP, ông tin rằng chiếc xe ở đó để ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào của Urena vào con đập. Không rõ chiếc xe này cuối cùng khoắc nổ hay không, nhưng nếu kịch bản đó đã xảy ra, nó cũng không đủ để khiến đập Kharkovka vỡ. Urena cho rằng con đập sập vì một ngõ bắt nguồn từ nhà máy và chiếc xe ở đó nhằm phết đại sức công phá. NOSA, tổ chức độc lập của Na Uy, theo dõi động đất và các vụ nổ hạt nhân, ghi nhận tín hiệu động đất mạnh tại khu vực đập Kharkovka vào 2 giờ 54 sáng ngày 6 tháng 6, rất gần với thời điểm đập vỡ. Gareth Collett, kỹ sư sức nổ và là cựu lãnh đạo Hiệp hội xử lý bom chuyên nghiệp ở Anh cho hay, khi một vụ nổ xảy ra ở không gian kính bên trong thân đập, toàn bộ năng lượng của nó sẽ tác động đến mọi cấu trúc xung quanh, gây ra sức phá hủy lớn nhất. Hơn 11.000 người đã được sơ tán kể từ khi con đập bị vỡ hôm 6 tháng 6 và ngay lập lục vùng hạ lưu. Tính đến ngày 19 tháng 6, số người chết tăng lên 52. Quan chức Nga cho biết 35 người đã chết ở khu vực do Moscow kiểm soát tại Kherson, trong khi Bộ Nội vụ Urena nói 17 người thiệt mạng và 31 người mất tích tại khu vực Kiev kiểm soát. Nga và Urena cáo buộc lẫn nhau gây ra vụ vỡ đập. Quan chức Urena khẳng định quân đội Nga đã bố trí vị trí khai hỏa trong con đập ngay trước khi xảy ra vụ nổ. Trong cuộc họp với các blogger quân sự gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các kế hoạch tấn công của Urena có thể đã bị ảnh hưởng do đợt lũ từ vụ vỡ đập trên sông Dnieper, nên lực lượng Urena cần phải vượt qua để tiếp cận các khu vực do Nga kiểm soát tại Kherson. Hôm 7 tháng 6, ông Putin nói vụ vỡ đập là hành động mang rợ dẫn tới thảm họa nhân đạo và môi trường quy mô lớn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Và chúc cả nhà có một buổi sáng đi làm thật là vui vẻ, làm việc hăng say, tích cực, đạt được nhiều năng sức và luôn vui tươi trong công việc nhé mọi người. Và để ủng hộ cho kênh của mình, các bạn hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo về kênh tụi mình ra video mới nhất nha. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi và đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong được nhiều 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 người hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì xin
Kính chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin kế tiếp. Bye bye.